Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 170 Ngày 25 tháng 7 Video này sẽ lên một lô cần Và một con máy cối nông mô binh sống Để cho các anh câu lục các anh nhé Và đây là con này là Daiwa Daiwa Power Sub 4000 size thực so với Shimano là 6000 các nha nhá. Con này đây Và phía bên kia là sẽ có những cây cần Là cả loại Heiji cho mình cho các anh câu đơn và câu bè nhé câu bè các anh ngồi trên thuyền câu được ở trên đầu tiên thì sẽ có cây một khúc nhé cây một khúc này các anh câu trên bờ cây này độ cứng rất là cao các anh nhé cây này trúc nhẹ nhàng rất là đẹp ạ à. và cần phơi ly phơi ly cho mình câu suối nhé phơi ly chiều dài đây phơi ly dài cho mình và những cây cần câu luôn loại hiếm cho mình loại cứng ul các anh nhé cái này là một khúc cứng ul và cây của hãng suzumi cây hai khúc cứng ul nhé và những dòng là cứng cứng ngang l cứng những cây này cho các anh đánh rất là sướng đây và hai khúc ạ à. hai khúc cho mình câu ngâm đơn lăng xê ở hôm, ở hôm nay là em sẽ có là ba cây cần tay trợ máy à. ba cây cần tay trợ máy nhá và những loại cần là bốn cây bốn cây iso khen lớn cho mình câu iso câu đơn ngâm lăng xê đều được các anh nhá. những cây tốt hơn thì các anh sẽ câu lục đầu cần gần bờ thôi và hôm nay sẽ có là một cây cần tay khoảng đai qua Hà nội địa cho mình câu đài nhá câu đơn câu đài phía sau là hai khúc ba khúc và một cây cần câu dứt biển cần câu dứt biển nha các anh nha đây cái này là hàng nhật bại đây cái này chiều dài làm 2 mét mốt cứng 150 tất cả dàn khoen cũng là khoen fuji hết nha và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship phí ship là mỗi máy là 30k mỗi cần là 40k em ship code toàn quốc cho các anh em đóng ống nước ship code cho các anh nha rồi đầu tiên ạ à và anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship nha con này máy cối nông mô pin sống hãng Daiwa Power Sub WD dòng WD nè 4.000 so với Shimano là 6.000 nha số cước của nó là số 4 là 250 số 5 là 200 số 6 là 150 dây bia vào dây là số 3 là 250 số 4 là 180 nha mô pin sống nha Cối hợp kim hết nha đây bên trên đây ạ à. đây rất đẹp nha Gạch cước đây rất là tốt luôn còn khám mới cho mình ngoại hình thì lăn cước đây mời các anh xem ở trong thì phía bên mép này nó giống như là nó bị bay màu nhưng mà vẫn còn mượt anh nhá không bị ảnh hưởng do cái gì hết đây vẫn còn rất mượt nhá dạng bay màu thôi mô bin sống à tay quay thì trái phải đều được nhá con này có thắng abs con này là bạn thái lan xuất nhật à một chiều chốt chặn đây thắng abs đầy đủ nhá hoạt động còn rất tốt luôn các anh nhé cối nông mô bin sống nha đây, cho con này cho các anh đánh đục tốt đây nha con này mã số của nó là mã số không giá là 2 triệu nha em mời các anh xem ngoại hình của nó đây ở ví, phía bên dưới đây thì có chóc một tí dạng nó Bên trên này à, còn khá đẹp. Đây. Con này mã số 0 nhá. Giá là 2 triệu. À. Mã số 0. Giá 2 triệu. Cái tiếp theo. Cái này là loại một khúc chút nghệ nhân cho mình. Đây. Độ cứng cao cao nhá. Độ cứng rất là cao. So với cần câu dít nhá. Nếu mà em so với cần câu dít đi. Là độ cứng của nó đưa tầm 200. Rất cứng cao nhá. Con này thì các anh ở trên bờ mình câu lóc câu cá chê hay là câu cá tầm cá rô phi mình cậu nó lên được đó nha. nhá cẩu lên được à con này là có chiều dài là một m hai mươi tám ngọn của nó là ba 5 năm trọng lượng là hai trăm lẻ tám bát của nó đây bát dạng màu xám nhá bát fuji fs bảy bát gặp phía bên dưới đây ạ à. chút nghệ nhân nhá tay cầm đây cũng chỉ dứt keo vẫn ngọn đẹp luôn dàn khoen đây dàn khoen là dàn khoen fuji xứ xám nhá đầu bu của nó thì môi trề chống dạng chống sẵn cho mình đây môi trề cho mình đây tất cả đều cuốn chỉ ra nha. đây rất cứng ạ à. cái này mã số của nó là mã số 1 giá là 550 k nhá cần một khúc ca nhá một khúc chiều dài 2 m 1 mét 28 ạ là một khúc nhá cái tiếp theo là cái cần hay chi chất liệu carbon nhá đây carbon sẵn ít cho mình Chiều dài của nó là 1.5 dòng 2 carbon rod đây. đây. Cái này thì nó có bát là bát Fuji FS6, ra 3 bát gặp. Ngọn của nó là 1.4, trọng lượng là 103 gram, dạng khen Fuji xứ xám. Phía bên dưới đây, cán dạng máy trèo nhé. Phía dưới để dạng mái trèo. Càng nghe chi ra nhé. Cái này thì có độ cứng là đôi tầm là 15 đến 20 nhá 15 đến 20 càng hay chi cho mình câu bè ngồi trên thuyền câu được nhá và câu uh, trên bờ cũng được câu dạng câu đơn cái này mã số là mã số 2 giá là 700k nhá số 2 giá 700k hàng nội địa mã số 3 Đây, cái này của hãng Suzumi thuộc Korea xuất nhật nhá chiều dài 1m5 cứng mỗi 15 cứng 15 dạng khoen là Fuji xứ xám. Ngọn là 0.9 ly, trọng lượng là 117 g. Phía bên dưới đế đây. Đây. Nó cái chóc nước sơn này, cái này gỗ, cái gỗ chóc nước sơn các anh nha, đây. Bass của nó là bass Fuji FS6 watt gặp. Khoen đây. Khoen Fuji sứ xám nha. Nguyên zin nguyên bản có trị chống nổ bên trên luôn. Mã số của nó là mã số 3, giá là 600k. Mã số 3 nha, giá 600, càng hi chi. Tiếp đến, cái này dài nhá. Hãng DOB chiều dài 2m4, cứng 30 của Kodia xuất nhật. À. Carbon test đây, new nè. Cái này thì có ngọn là 1.5, trọng lượng là 174 g Phía bên dưới đây, cũng dạng máy chèo cho mình nhá. Bát của nó là bát Fuji FS6, cái viền trắng đây, bát gặp. Cũng chỉ chiếc keo và còn chắc luôn các nhá. Đây, đây dàn khoen là dàn khen Fuji xứ xám nhá. Đây, tiệm vàng vẫn còn đầy đủ ạ. À. Ngọn của nó dạng ngọn đặc ngọn tháp nha Đây Nguyên riêng nguyên bản hết ạ à. Càng Heichi chiều dài 2m4 Cứng 30 hạng Ryobi Mã số 4 giá 650k Mã số 4 nha giá 600 rưỡi Tiếp theo là cái càng Feli nha Feli cho mình câu suối ạ à. Câu suối cao nha nó dài Chiều dài của nó là 2,58 dòng đây Flyjot 2 m tám nha độ cứng của nó là rơi là thăng 5 đến thăng 6 à. hãng Ryobi mấy in Korea xuất nhập đây dòng dòng streamline khoen của nó là khoen Fuji luôn các nhá đây dạng khoen Fuji six luôn à đây khoen cái nha đây tay cầm là cán bằng nhá tay cầm bằng phía bên dưới đây ở bên dưới là gỗ à. gỗ nha Ngọn của nó là 1.7 trọng lượng là 100g Rất là nhẹ Đây Tem vàng còn đầy đủ nha Đây Căn phơ ly này Hãng DOB chiều dài 2m58 Mã số 5 giá 650k Mã số 5 nhé giá 650k Tiếp đến là một cái cần lưu một khúc cho mình. Cho mình đánh đắt cảm giác à, nha. Độ cứng UL. Đây, độ cứng UL ạ. À. Cái này chiều dài của nó là 1m44 nha. Một khúc 1m44. Cái này mấy in China xuất nhật ạ. À. Mấy in China xuất nhật ca à, nhá nha. Dàn khuyên là dàn khuyên hạng ạ. À. Một khúc nha. Cứng UL. Cái này cho các anh uh, câu ở dưới quê. Câu, câu ở dưới quê các anh tập câu được nha. Ngọn của nó là 1.4, trọng lượng là 100g, rất là nhẹ Tay cầm cán bằng đây, bát là bát quặng nha, bát hạn, bát quặng à. Còn khá đẹp độ mới rơi tầm 90% nha Đỗ cứng UL ra nha Căn một khúc câu luôn Máy đứng nhá, máy đứng tay trái phải đều được. Mã số 6 giá 400k. Mã số 6 nha, giá 400. Tiếp đó là một cây cần loại hiếm cho mình. Cái này hiếm ca nhá. Hãng Suzumi, cái này có đi kèm bao màu đen ạ, à. bao vải màu đen nhá. Cái này độ cứng UL, hãng Suzumi Kodia xuất Nhật, chiều dài 1m8 cứng UL nhá. Tại đây, cái này tại mồi là 2 đến 6, tại mồi là 2 đến 7g, tại cá là 2 đến 6 lb. Dòng lên drop spin này tay cầm đẹp, à. cán bằng hết anh nhá, bắt đây, bắt nguyên zin nguyên bản của nó, bắt các ra nhá, ngón của nó là 1.4, trọng lượng là một bảy, trọng lượng là 73 g nhá, 73 g rất là nhẹ luôn cả nhá, đây, dàn khen là dàn khen Fuji ạ, à. Fuji hết nhá, đây màu xanh lá rất là đẹp những cái căn dạng UL này thì em em lên lại em bán hết ra nha màu này thì em mới thấy đây màu này rất đẹp màu xanh đó xanh lá lục đẹp mã số của nó là mã số 7 giá là 950k nhá mã số 7 giá 900 rưỡi đủ cứng UL nha tiếp đến lưu máy đứng chiều dài của 1m98 dòng EX nha cái này độ cứng là L ạ, độ cứng L. Cái này tải mồi là 4 đến 7 g, tải cá là 5 đến 10 lb của hãng Ryobi ạ. À. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nhé. Để cầm cán bằng đây, bắt là bắt quặng, bắt hãng. Ngọn của nó là 1.6 trọng lượng là 109 g. Tổng chắc là nhẹ luôn ra nhé, 109 g. Đây. Đây. có cuốn chỉ chống nổ cả nha ở đây cuốn chỉ chống nổ đầy đủ thì nó nghiêng riêng nguyên bản hết cả nha không hụt không hụt một xăng nào nha đây cần lưu mấy đứng ạ à. cái này mã số là mã số 8 giá là 600 k mã số 8 nha giá số trăm đây cây tiếp theo cái này đẹp ca nha đây cấp bông sắn à và bên trên cái phần dựa của nó là dạng là bậc thang nhá dạng bậc thang cho mình đây, rất đẹp. Dòng Maru Craft nha. Đây ạ. À. Bác là bác hãng. Bác Fuji hãng nha. Đây, chính hãng của nó đây. Fuji nhá bác Fuji nhá Khoen của nó là khoen Fuji Six ạ. À. Khoen Fuji Six đây. Cái này thì chiều dài của nó là 1m89. 1m89 độ cứng là u độ cứng là L. Tải mồi là 1 phần 4 OZ, tải cá là mắt 8LB nhá Mắt 8LB. Đây cầm cán bằng đây, để mời các anh xem. Chắc đẹp nha, zin bản hết ạ. À. Đây. Đây, rất đẹp nha. Cái này thì nó có ngọn là 1.6 ly, trọng lượng là 93 g, rất nhẹ nha. Dàn khuyên là khuyên Fuji Six ạ. À. Fuji 6, đây. Có đi kèm một bao vải màu hồng nha. đầu bu là đầu bu Fuji cái này mã số của nó là mã số 9 giá của nó là 1 triệu 300 nhé mã số 9 giá 1 triệu 3 rất đẹp tiếp theo là cây hai khúc cho mình câu đơn ngâm lăng xe nhé cái này ngon cái này là của hãng Ryobi chiều dài của nó là 2m1 cứng 80 ạ à. Khen Fuji hết nhá khoen Fuji bát của nó là bát Fuji DBS bát quẳng ngọn của nó là 2.4 trọng lượng là 238 g tay cầm mút nha đây ngọn dạng ngọn đặt ngọn tháp nha các bạn nha đây sợi thủy tinh đặt ở trên thì có có cuốn trị chống nổ sẵn đây đây cái này thì mã số là mã số 10 giá là 600k rất tốt cả à nha mã số 10 giá 600 k đơn năm lăng C đều được ạ à. tiếp theo cái này thì có chiều dài là 2 mét 4 cái này thì lúc trước là nó có hai ngọn ra nhá hiện tại là có một ngọn thôi rồi cái này là dòng cấp bôn đây cấp bôn rốt à. dàn khoen là fuji xứ fuji phát Hoàng nhá cái này thì hàng nội địa rồi tem vàng còn đầy đủ Ngõ của nó là 2.1 trọng lượng là 275 g bát của nó là bát Fuji điều xích bát vẫn phía dưới tay cầm đây góc là máy treo ở đây thì các anh có lỗ nó có lỗ các anh cục dây bảo hiểm vô được nha tay cầm mút mút cứng à. đây Fuji phát quang ạ. bên trên bên trên thì nó cây này thì sẽ đi đi kèm đi kèm một cái lắc cho các anh. Đây, một cái lắc nha cái lắc báo cá cho các anh cái chuông ra nhé đây ngọn của nó dạng ngọn đặc ngọn tháp à dạng ngọn đặc ngọn tháp nha đây cái này về các anh chích keo cho nó cứng lại nhá cái này tháo ra được các anh chích cứng lại báo cá cho các anh nhé mã số của nó là mã số 11 giá là 800 k mã 11 nha giá 800 tiếp đến là cần tay trợ máy cần tay trợ máy dù dài 36 cứng 1 dòng Super Focus nè. Cái này là của hãng Suzumi nhá. Đây, tem vàng còn đầy đủ đây. Cái này là hàng nội địa. Cái này bass của nó là bass Fuji Stainless. Ngọn của nó là 0.9, trọng lượng là 102 g rất nhẹ. Đây, phía dưới đây Nhỏ gọn ra nha. của là khoen Fuji xứ xá ạ. Đây, ngọn đây, mời các anh xem. Càng tay trở máy nha. đây trong khiên hạn rất là nhỏ đây bên trong thì có xước nhẹ cả nhá xước dạng lông mèo đây ngọn của nó dạng ngọn đặc đây ngọn đặt ngọn tháp nha chiều dài 3m6 à cứng một nha mã số là mã 12 giá là 700k mã 12 giá 700 cần tay trở máy tiếp theo cây này chiều dài của nó là 4m5 của hạng GOB 4m5 nha độ cứng cũng là độ cứng một à đây hạng GOB hàng nội địa nhật cái này ngọn là 0.9 trọng lượng là 166g Bát của nó dạng đồng đây Bát Fuji FS6 bát gập Tay cầm cuốn chỉ ra nhé Đây còn rất, rất chắc chắn tay cầm Thì cái bát thì nó hơi cũ một tí đây Phía bên dưới đây ạ à. bông sắn nha Dạng này carbon bông sắn hai da cho mình Khoen đây Khoen Fuji xứ xám nha Khoen tròn có cuốn chỉ chống nổ ngọn cũng là dạng ngon đặc nha Đây. cũng chỉ chống nổ coi nhé bên trên lóng lóng bên trên đây đầy đủ nha cũng chỉ chống nổ hết ạ à. Cái cần tay chở máy chiều dài là 4m5, cứng 1, mã số là mã số 3, giá là 650k nha, mã số 3 giá 650 Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình, số điện thoại của em là 0356776692. Cái Cây tiếp theo chiều dài là 4m5, độ cứng cũng vậy, cũng là tầm là 4, tầm 1 nha, 1 đến uh, 2. Cắp bộ test, bát của nó là bát Fuji FS6, viền trắng đây, cái này là của hãng Ryobi nhá, mấy Incodia xuất Nhật ạ. À. Cái này ngọn là 1.1, trọng lượng là 165 g, tem vàng của nó đây. Ngoài hình thì có xước các anh nhá, có xước ở dưới. Không ảnh hưởng phôi, đây. Bên trên cũng còn khá đẹp. Khen là khuyên cái là khen Fuji nhá, khen Fuji. Phía bên trên đầu bu cũng là đầu bu Fuji nhá. Đây, đầu bu Fuji ngọn dạng ngon đặc nha ngọn đặc ngọn tháp luôn đặc thì nó có sức hạt cát nha có sức hạt cát sơ sức hạt cát à. Đây. Cái cần tay trợ máy hạng Ryobi Dài 4m5 Mã số 14 giá 900k nha Mã 14 giá 900 Tiếp đến là cần ISO 2 Cần ISO khen lớn ạ à. Cái này của hãng Suzumi Chiều dài 3m3 Đây cái này ghi sẵn luôn Là thu gọn là 96 xăng Cứng là 15 đến 20 k nha 15 đến 20 ạ à. Cái này ngọn là 2.2 Trọng lượng là 210 g bát của nó là bát Fuji FS7 bát gặp phía bên dưới đây còn khá đẹp ạ à. các bông sẵn nhá ngọn của nó là 2.2 Trọng lượng 210 gram chàng khen Fuji xứ xám nhá cái này có hai khuyên chạy ạ à. cho các anh cầu ISO nhá Đây. Còn khá ok các anh nhá. Xước thì nếu mà có xước thì xước hạt cát dạng lông mèo nhỏ nhỏ. Cái này đổ mới là rơi tầm 90%, mã số 15, giá 600k. Mã 15 nhá, giá 600. Cái tiếp theo vẫn là ISO khen lớn ạ. À. Cái này thì có chiều dài là 4m2. Dòng uh, Turi Kichi Kun này, Shibak của hãng Mastak. cái này làm ngọn là 1.8 trọng lượng là 279g phía bên dưới đây ạ à. có xước nha có xước một ly ti nhỏ nhỏ bên trên đây bát thì còn đẹp bát à, Fuji F6 bát gặp cho mình cũng chỉ dít keo vẫn còn đẹp ạ à. đây dàn khoen đây ạ à. dàn khoen thì dàn khoen hạng nhá dàn khoen hạng Đây, có hai khuyên chạy tổng cộng là có là một khuyên cái cũng là một khuyên chạy ra nhé hai ba bốn năm năm khuyên năm khuyên ạ à. năm khuyên chạy nhá đây còn đẹp khuyên cái là một khuyên chạy ra nhé một khuyên chạy ở đây đây nó dày xuống đây khi chống nổ đầy đủ cái này mã số của nó là mã số 16 giá của nó là 900k nhé mã 16 giá 900 tiếp theo cái này chiều dài 39 ạ à. đây chiều dài 39 độ cứng 80 mát cứng so với giá tầm trung ca nhé cái này là của hãng Nissin dòng Holder Potion đây hãy sinh ra nhá bát của nó là bát Fuji DBS bát quặng ạ à. độ cứng cao ra nha độ cứng uh, cao nhất tầm giá tầm trung rồi chiều dài 39 cứng 80 ạ à. đây nội địa nhá cái này mặt ngọn của nó là 2.3 trọng lượng là 341 g phía bên dưới đây sơn màu dạng một tím cà mực nha ra tay cầm là mút ạ à dàn khen là dàn khen Fuji đen. Xứ là xứ xám nha. Đây. Rất là nhiều khen cho các anh. 2, 4, 6, 8, 10, 11 khen nha. 11 khen. Ở bên trên thì có 4 khen chạy cho mình. Phía bên dưới thì có 2 khen. 2 khen tổng 7. Tổng cộng 7 khen nha. 7 khen. Ở đây cũng là khen chạy. Đây. Ngọn là màu trắng à. Đây. Cấp 1 sẵn à các bông sẵn ra nha đây đây anh ấy dính bụi thôi khuyên chạy nhá, ở đây có một ít sơ xước ạ à. một ít sơ xước nhỏ lông mèo thôi càng ISO khoen lớn chiều dài 3m9 cứng 80 mã số 17 giá là 1 triệu 8 nhé hãng Nissin mã 17 giá 1 triệu 800 à. cái tiếp theo hãng Olympic chiều dài 5m4 cứng 4 ạ à. 5m4 cứng 4 cây này thì các anh có thể câu bạc bại được Ngọn của nó là 1.9 trọng lượng là 442 gam Pro Hunter hãng Olympic cái này các anh nếu mà câu bạc bại các anh tại mồi nhẹ nhé ngón của nó nhỏ thôi Tại mồi tôm được đây bát là bát Fuji FPS 26 kiểu vàng ra ban đây bát quẳng nhá còn rất đẹp bát này còn rất đẹp bên dưới đẹp này à. các bông sẵn phôi rất dày chiều dài dài 5 m trọng lượng là 444 4, 442 gram đây cuốn chỉ chống nổ đầy đủ khoen nè đây, à. đây dành khen Fuji hết nhá khen Fuji xứ xám hết ạ à. Đây, các bông sắn bên trong. chắc là dài coi nha. Cái này mã số của nó là mã số 18, giá là 1 triệu 300 hạng Olympic, chiều dài 5 m cứng 4 nha. ISO khen lớn ạ. À. Mã 18 giá 1 triệu 3. 000. Tiếp đến là một cây cần tay. Đây, tiếp theo là một cây cần tay. Cho mình săn hàng câu đơn câu đại được nha. Cái này là hạng đai qua, bản Thái Lan xuất nhật. Chiều dài của nó là 4 m 5 độ cứng là tầm 3 đến 4 h nha. Ngọn của nó là không ngọn của nó là 1 ly, trọng lượng là 103 g, chắc nhẹ, bên dưới đây sơn đen nhám nha nước sơn bên trên đây dạng màu nâu màu nâu có kim tuyến nè màu xám nè nha đây thì ngoại hình cần có sơ sướt ca nhá cần thì có sơ sướt ạ Đây, bên trên thì đẹp nha bên trên còn đẹp dính keo không sao đây ngọn nó đây bên trong còn đẹp ca nha còn rất đẹp bên trong thì có kim tuyến luôn ca nhá có kim tuyến luôn ạ à. đầu lóng thì có kim tuyến cho mình đây đây cái cần tay hạng đai qua chiều dài 4m5 cứng 3 đến 4h Mã số 19 giá là 1 triệu 200 nhé. Mã 19 giá 1 triệu 2 ạ. À. Tiếp đến là cần 2 khúc. Cần 2 khúc hãng Shimano. Dòng Holder P Potion. Chiều dài 2m4. Độ cứng S là tầm là 30 đến 50 nhé. Cái này thì thuộc Kodia xuất nhật. Tem vàng mã code đầy đủ nhé. Đây. Cái này còn mới cho mình. Đây. Cái này thì độ mới của nó rơi tầm là 95% các nha. Ngọn là 1.8 ly, trọng lượng là 240 g. Dàn khen Fuji nhá Fuji hết. Đây, hãng Shimano nhé. Bass cũng là bass Fuji. Hãng Shimano ạ. À. Đây. Đầu bu của nó là đầu bu Fuji nhé. Đầu bu Fuji. càng hai khúc cái này thì mã số là mã số 20 giá của nó là 1 triệu 200 nhá à, 20 giá 1 triệu 2 nó có đi kèm một bao vải nha. bao vải bao vải màu 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 trắng màu bạc đây tiếp đó là cần 3 khúc ạ à. Cái này cho các anh săn hàng được nha Cái này của hãng đai qua có đi kèm bao vải hàng, hãng hãng đai qua cái này của hãng đai qua là hưu đồ lúc chiều dài 3m3 cứng 50 cái này cấp xoắn ít nha xoắn ít hai da dòng PowerMate nè cho các anh săn hàng được nha gần ba khúc cái này độ mới cao khá cao đưa tầm là 95 phần trăm có thể nha ngọn của nó là 2.2 ly trọng lượng là 387 gram hàng nội điện nhật đem vàng còn đầy đủ cái này thì bên dưới có khoen cục dây bảo hiểm luôn nha đây bát đây bát là bát hưu xích nha bát quặng cho mình dòng bát tốt nha khen đây dàn khen Fuji xứ xám đầu bu là đầu bu xứ xích nha đây đầu bu xứ xích à. môi trẻ nhá môi trẻ giống sẵn cho mình chống sẵn nha ở đây thì nó dính bụi thôi chứ không ảnh hưởng gì dính cát thôi dính đất thôi đất nó cứng nha chứ xứ nó vẫn rất là tốt ca à nha bạn rất là sáng mình về vệ sinh lại không sao độ mới cao nha cái này mã số là mã 21 giá của nó là 1 triệu 500 ạ. À. Mã 21 giá 1 triệu rưỡi. <laughs> Tiếp đến là một cái cần câu dít cho mình. Cho mình câu dít biển ra nha. Câu dít biển. Cần này cần máy đứng ạ. À. Máy đứng trái phải đều được. Cái này thì dòng Mookin. Mookin full. Đây. Lát, lát Chiều dài 2 m cứng 150. 150 nhá Cái này thì hàng nhập bại về. ngọn của nó là 3.6 ly. Trọng lượng là 471 g. Đây. Khuyên của nó đây ạ. À. Khuyên Fuji nhá, khuyên Fuji hết Đây. Rất đẹp. Tay cầm thì mút cứng nhá Dạng cao su cứng ạ, à. cao su cứng Sonix. Bát của nó là bát Fuji. Bát rộng. Ngón của nó 3.6, trọng lượng 474 71 g. Phôi của cây này thì rất là dày, em mời các anh xem. rất là dày ra nhá đây à. cũng chỉ chích keo vẫn rất là chắc ra nhé cho mình câu dít biển ạ à. đây nguyên viên nguyên bản hết cái này mã số của nó là mã số 22 giá của nó là 1 triệu 200 nhé mà 22 giá 1 triệu 2 à. độ cứng 150 dài 2m1 cái cuối cùng là một cây ba khúc cái này giá tốt cho các anh đây cái này dòng hâu đồ lúc của hãng đai qua bên dưới thì nó có sẵn là 2 hai sợi luôn đây hai cái dây cục bảo hiểm cho mình luôn chiều dài của nó là 3m5 cứng 30 cho mình đánh cảm giác đây các bông sắn ít cây nhá dòng HX ít đây bát là bát uh, fuji bát Daiwa, hạng đại nhá bát quẳng, bên dưới đẹp à. cái này thì nó là thuộc là cái cần dây trong đã lên khoen nhá đây xử rồi xử xích bên dưới đây cũng chỉ xích kêu vẫn rất đẹp luôn đây dàn khoen fuji hot nhá Cái này mã số mã số cuối cùng, mã số 23. Giá của nó là 700k, mã 23 giá 700 nha. Em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Chia sẻ giúp em mà đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra nha. Tối nay em sẽ đăng thêm video, các anh bấm đăng ký để đón chờ nha. Em xin cảm ơn tất cả các anh rất nhiều. Xin tạm chào tạm biệt.